Phát đi, ông phát mẹ đi. Ôi, tắt đi. Xin lỗi các bạn nhá, đây là công an Hải Dương. Mình đi từ trên cao tốc xuống, đi đường ra. Mình đi, đang đi tốc độ rất bình thường. Nhưng mà các đồng chí công an vẫy xuống. Và đồng chí này là đồng chí Nguyễn Văn Quân, số báo hiệu là 588. Ôi giời, anh Phát, anh quay đây. 588311. Em ơi, mang cái máy về cho anh. Coi như là vẫy mình vào và nói là cái lỗi của mình là tốc độ 61/60 là phạt 5 triệu. Anh cứ mở ra. Anh bạn đồng chí này vừa nãy như nói như thế. 61/60 thì là phạt 5 triệu với mình. Nhưng mà đây chào mọi người chia sẻ nhá, công an Hải Dương. Đây đồng chí đây, anh không phải quay tôi. Này, tôi là người dân. Này, xin lỗi nha, câu phạt vô tư. Ok. Thế rồi nào? Như nào? Ông vợ thế làm sao là như thế nào? Ông phải giám sát anh chứ không đến lúc nó xảy ra. Ông giám sát đi. Ông giám sát đi. Tôi thoải mái, tôi là một doanh nghiệp. Tôi đi làm vô tư thoải mái. Tôi chả trộm ăn cắp thằng đéo nào hết, được chưa? Nào. Nào. Đây. Đây là Phạm Văn Tuấn, đồng chí Phạm Văn Tuấn vừa này vẫy mình vào. Số báo hiệu là 179819. Ok. Bây giờ đồng chí này là vừa nãy là bảo với mình là lỗi của mình là phạt 5 triệu. Và đồng chí cũng đã nói thẳng với mình là bởi ý anh thế nào? Ý anh không phải, đồng chí vừa xin tiền tôi. Này, đồng chí vừa bảo là chia đôi lấy một nha. Ôi trời ơi, xin lỗi hồn. Này, xin lỗi bạn. Này, bây giờ anh mang cái máy quay ra đây. Bây giờ các anh mang máy quay ra đây để chứng minh cho tôi là ok, mang máy quay ra đây. Còn không, giữ xe tôi hay là giữ bằng lái xe thoải mái. Ok, này, nếu như sai tôi phạt nhà nước. Ok, làm đi. Ôi giời, này, xin lỗi anh nhá. Vừa đấy là như thế rồi. Bây giờ đồng chí mang cái máy quay xuống đây. Mang máy quay xuống đây để tôi chứng minh. Nha. Mang máy quay xuống đây. Mang máy về cho bác ấy. Đây quan trọng gì đâu, các ông thích giữ giấy tờ tôi cho giữ luôn, có gì khó đâu. Mà là trách nhiệm anh em. Trách nhiệm ông làm đi, ông làm đúng trách nhiệm đi. Mẹ tầm cơm mình lại phải, anh quay đi, anh quay thoải mái không sao. Hoàn toàn nhất trí thôi. Nhất trí có gì đâu. Trời ơi, đây phạt nhà nước, chả sao cả. Ok, nhưng mà vừa đóng xin tiền tôi. Không, tôi phải xin tiền. Này, xin lỗi ông nha. Đồng phí Nguyễn Văn Quân này vừa nãy bảo là đây cái lỗi này lỗi của anh 5 triệu. Bây giờ anh đưa cho em bao nhiêu anh nói? Trời ơi. Không, đừng nói thế, đừng nói thế. Mọi người chia sẻ cho tôi cả nhá. Công an Hải Dương. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nếu như mà thế thì không có chạy tù đâu nha. Nếu như mà thế thì chạy tù với lại mẹ bọn tham ô như mẹ chúng mày không có đâu. Nha. Này, điệt bùi, phải tôn trọng thằng bùi nào. Mẹ, nói như thế. Nói thế nhanh. Mẹ riêng tao nó doanh nghiệp, tao phải cặc. Lăn tăn thằng bùi nào. Nào, ông đứng xa tôi ra. Đừng mẹ có ăn vạ tôi. Mẹ tao, mẹ kiểu này tao quen rồi. Nha, ít mẹ đứng xa tao ra. Mẹ tao ngán cặc cái thằng nào. Nghe rồi anh. Được chưa? Mẹ, chúng mày nhìn lại mặt đi, không phải mẹ dễ ăn đâu. Mẹ xin đàng hoàng lịch sự rồi, chúng mẹ cái kiểu vớ vẩn. Ông nói chuyện tôi đi. Nào, mày thích cái kiểu gì nói mẹ đi. Mẹ không dễ bắt nạt đâu. Nhà mọi người chia sẻ tôi cái. Đông giải quyết đi, phạt đâu mẹ, ông giữ giấy tờ tôi đi được. Tôi không mà cần giữ xe tôi. Ai giữ được xe em? Em đầy đủ giấy tờ này ai giữ? Thế em sao mà giữ được tôi? Nói thế cho công hiểu luôn. Mẹ đây đi tứ xứ khắp nơi, mẹ kể cả mẹ mà sang nước ngoài luôn, đéo thằng bắt nạt được luôn. Đừng có nói là mẹ cỡ ông bắt nạt đặt tôi. Này, xin lỗi hơn. Nếu mà nói muốn nói chuyện tử tế thì nói lại đi. Nha, còn không nói chuyện được tử tế thì mẹ mày công xử đi. Nha. Xử đi, công xử mẹ đi. Công giữ giấy tờ, công phạt mẹ đi. Tôi ngán đéo gì công. Mang mẹ mày quay xuống đây. Này mẹ, riêng thằng này thừa sức mẹ làm được những việc đấy nhá. Công chơi mẹ đi. Anh nói đi, em rất tôn trọng anh nói. Chú buồn cười. Ok, anh nói đi. Anh lớn tuổi ở đây. Vâng. Sao đấy chú?
có nói cái gì với anh đâu. Không, em không quay anh, ok. Không, kể cả quay anh cũng không sao. Không, ok, em tôn trọng anh. Em nói đi. Như thế nào thì bảo với anh em. Chưa gì, ầm ầm lên. Không phải, bản thân em thừa xin được, nhưng em không thèm xin. Những cái việc nhỏ này không thèm xin. Như thế nào đi. Anh về nước của anh ra nói cầu xong, đúng không? Vâng, bây giờ anh giải quyết đi cho em. Một là anh giữ giấy tờ, hai là anh phạt bao nhiêu, anh phạt để mai em đấy. Có thế không? Bây giờ em cứ giải trình thế này thì em... Đây em quay thằng khác, em không quay anh. Không, anh không nói là em quay. Vâng, đấy anh nói đi. Em chỉ cái này em lưu lại giấy tờ, lưu lại thông tin thôi. Đấy anh giải quyết đi. Em cứ giải trình thế này thì em bảo anh để quên chị. Đấy bây giờ anh cứ giải quyết nào giải quyết, em chả quan trọng. Tôn trọng anh mà anh bảo tắt đi. Ok anh em, tôn trọng anh nhá, em tắt. Còn đâu là nếu như ấy em lại làm tiếp.